Xin chào tất cả mọi người, hôm nay sẽ mở hộp về khủng long, một loài động vật khổng lồ đã thống trị trái đất này hàng triệu năm trước. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ nhìn thấy nó qua phim ảnh. Còn ở đây, mọi người sẽ được thấy khủng long bước đi sống động như thật. Và đây là một con robot khủng long điều khiển từ xa đến từ hãng Vector, một con Velociraptor khổng lồ có thể điều khiển cho nó bước đi và cử động như thật. Đặc biệt nhất là chức năng phun sương, nó sẽ làm cho con khủng long này như đang phun ra khói rất đẹp. Còn đây là một con khủng long bạo chúa T-Rex đến từ hương hiệu Robo Alive. Nó không phải là một con khủng long săn mồi bình thường đâu, mà đây là một con T-Rex robot chiến binh vì được trang bị một bộ áo giáp và một khẩu hần công trên lưng. Đầu tiên hãy xem con khủng long Velociraptor khổng lồ. Nhìn hình demo mọi người sẽ thấy con này có thể phun ra một cái làn khói màu xanh dương rất đẹp. Mở hộp. Đầu tiên sẽ có một số những cái phụ kiện nhỏ. Một cái chân khủng long. Nhìn những cái móng vuốt này khá giống với lại cái chân gà. Một cái bình chăm nước nhỏ, nhưng mà chưa có nước ở trong đây. Thêm một cái chi tiết khá lạ nữa. Một cái đuôi khủng long bị đứt. Một cây tu vít. Và một sợi dây sạc pin cho khủng long. Trong góc này còn có thêm một quả trứng khủng long khổng lồ. Đây, quả trứng khá to và làm khá giống thật. Trên đây có một con mắt của khủng long con. Và bên dưới này là một số những cái đường của vỏ trứng bị nứt. Có thể là con khủng long này sắp chui ra ngoài. Ở đây có một cái khớp nối. Mình đoán là cái quả trứng này có thể mở ra được. Thử xem. 1, 2, 3. Không có một con khủng long con nào ở trong đây cả. Mà đây chính là phần tay cầm điều khiển từ xa của con Velociraptor khổng lồ này. Chính xác hơn phải gọi đây là một trung tâm điều khiển từ xa. Vì nó có rất là nhiều nút và có rất nhiều chức năng. Khi đóng nắp lại, tay cầm điều khiển từ xa sẽ trở thành quả trứng. Ở bên dưới này có một khay để lắp pin vào. Sử dụng cái tu vít vừa rồi để tháo con ốc này ra. Mở được cái phần nắp pin, cho vào trong đây hai cục pin 2A có pin gắn vào, sau đó đóng nắp lại. Tạm thời sẽ để quả trứng này qua bên đây. Tiếp theo là lấy con khủng long trong đây ra. Con Velociraptor này chưa được hoàn chỉnh, hiện tại nó không thể đứng được trên mặt bàn. Do ở mặt bên đây, khủng long đang thiếu một cái chân. Chúng ta sẽ gắn cái chân này vào, gắn vào ngay cái vị trí của nó, đẩy mạnh vào là được. Bây giờ nó đã có thể đứng được, nhưng vẫn còn hiếu một cái gì đó, chính xác là bị mất cái đuôi. Phải cần gắn cái đuôi này vào bên trong thân của con khủng long. Sẽ ấn vào cái chốt này, cho cái phần đuôi vào đúng vị trí và thả ra. Và đây, khủng long Velociraptor đã hoàn chỉnh. Kích thước của nó rất to và phải nói là nó rất giống thật. Chúng ta hãy xem từng phần. Đầu tiên là phần đầu khủng long, miệng không thể cử động được. Tuy nhiên, nhìn vào bên trong sẽ thấy răng. Đặc biệt nhất là ngay đây, một đầu phun sương sẽ giúp cho con khủng long có thể phun ra khói. Còn đây là mắt khủng long, nhìn kỹ thì nó rất đẹp, như là một viên bi hủy tinh trong suốt. Tiếp đến là phần thân, ở đây sẽ có một cái khớp nối giúp cho cái mình con khủng long này có thể cử động được. Và đây là phần chân trước, những cái móng vuốt của nó rất sắc nhọn. Ở phần chân sau, dễ dàng nhìn thấy là có rất nhiều những cái khớp ở đây. 1, 2, 3. Bàn chân này có thể cử động được, cũng có 3 cái móng vuốt cực kỳ sắc nhọn. Ở bên dưới nữa, nó được trang bị một lớp cao su mềm làm tăng cái độ bám đường khi mà con khủng long này bước đi. Còn đây là phần đuôi, có rất nhiều khớp ở đây làm cho phần đuôi này chuyển động linh hoạt. Ở phần trên đầu này còn thêm một cái chi tiết nữa, có một cái nút nhựa. Wow, tháo ra nó sẽ như thế này. Đây chính là chỗ châm nước vào bên trong con khủng long. Sử dụng cái bình nhựa màu xanh vừa rồi, đã có nước ở bên trong. Công việc tiếp theo là nhỏ nước vào bên trong phần đầu của khủng long. Đủ rồi, cuối cùng đóng nắp lại để nước nó không có bị đổ ra bên ngoài. Ở mặt bên dưới của khủng long, chúng ta sẽ thấy một cổng sạc micro USB để sạc pin. Đây là công tắc, mở thử lên xem. Có thể nghe được những tiếng gầm gừ của khủng long. Lát nữa chúng ta sẽ điều khiển con Velociraptor này bước đi. Còn bây giờ tạm thời để qua bên đây. Tiếp theo sẽ là con khủng long T-Rex của Robo Alive. T-Rex là một con khủng long bạo chúa săn mồi. Tuy nhiên, con này còn mạnh mẽ hơn cả T-Rex vì nó được trang bị giáp ở trên lưng và một khẩu hần công có thể bắn ra đạn. Và đây là mặt sau của T-Rex, có rất nhiều chức năng ở đây, như là chân có thể cử động, miệng có thể gầm gừ, cái phần giáp ở trên lưng này có thể tháo ra được, vũ khí có thể bắn được. Bên dưới đây là bộ sưu tập tất cả những con robot của Robo Alive. Ở tập trước mình đã mở hộp được con gián và con nhện. Nhìn ở bản danh sách này sẽ còn rất nhiều các loại khủng long khác. Mở hộp. Bên trong đây là một con T-Rex màu đỏ. Ngay bên dưới này giấy hướng dẫn sử dụng. Mở ra xem sao. Hướng dẫn lắp pin vào cho T-Rex. Và mặt bên đây, hướng dẫn sử dụng về giáp và khẩu súng. Bây giờ sẽ tháo con T-Rex này ra. Bên dưới đây có thêm hai cái chốt nữa cần phải tháo ra. Đã thể tháo con T-Rex này ra khỏi hộp. Và đây sẽ là con khủng long T-Rex. Về kích thước, nó không to như con Velociraptor vừa rồi. Tuy nhiên rất mạnh mẽ vì được trang bị
giáp ở trên lưng, giáp trên đầu và cả một khẩu súng ở trên đây, như một chiến binh T-Rex thật sự. Hãy xem từng phần của nó. Trên phần đầu là một cái giáp sắt, nó có tác dụng như một cái nón bảo hiểm có thể bảo vệ cho phần đầu khủng long trong lúc chiến đấu tháo ra được. Khi tháo ra chúng ta sẽ thấy rõ hơn các chi tiết của khủng long. Xem sơ qua về cái giáp sắt này, nó được tạo ra để đội vừa khít lên phần đầu của khủng long. Về chất liệu nó được làm bằng nhựa, tuy nhiên được sơn một cái lớp sơn màu sắc để cho nhìn chắc chắn hơn. Phần đầu khủng long, miệng này có thể cử động được. Bên trong rất nhiều những cái răng sắc nhọn. Và đây là mắt của khủng long, nhìn kỹ nó rất đẹp. Nó long lanh và có chiều sâu. Chúng ta cũng có thể tháo cái phần giáp ở trên thân ra. Đi kèm theo giáp sẽ là một khẩu súng. Còn đây là viên đạn của khẩu súng, gắn vào như thế này, đẩy mạnh vào. Trên đây sẽ có một cái nút màu đỏ, có thể là nút kích hoạt của khẩu súng này. Sau khi tháo hết tất cả giáp ra, chúng ta sẽ có một con khủng long nguyên mẫu. Nhìn con khủng long này không được cao cho lắm. Ở phần chân này nó được làm bằng nhựa dẻo, có thể chuyển động được. Và đây là phần chân sau, cơ bắp của phần chân này khá to, tạo cho con khủng long này có một sức mạnh chạy rất nhanh. Ở mặt bên dưới này, chân sẽ được trang bị những cái bánh xe để trên bàn, có thể đẩy đi được. Chưa biết cách con khủng long này di chuyển như thế nào, có thể là di chuyển bằng bánh xe, cũng có thể là di chuyển bằng những cái khớp của chân. Cũng ở mặt bên dưới này nữa, có một cái cây để gắn pin. Dùng cây tua vít của con Velociraptor vừa rồi há con ốc này ra để xem chúng ta cần phải gắn gì vào bên trong đây. Cho vào hai cục pin 3A, có pin đây rồi, gắn vào. Cuối cùng đóng nắp pin lại. Bây giờ mình sẽ trang bị giáp cho khủng long. Đầu tiên là giáp sắt ở trên đầu, phần giáp ở trên thân tăng độ tấn công của khủng long bằng một khẩu súng. Chưa biết cái cách hoạt động của con khủng long này như thế nào, lát nữa chúng ta sẽ trải nghiệm cái con T-Rex này sao. Tạm thời để qua bên đây. Và bây giờ sẽ thử điều khiển con Velociraptor khổng lồ sử dụng cái quả trứng, mở nó ra. Chúng ta sẽ có một trung tâm điều khiển từ xa. Đầu tiên sẽ là chức năng tiến lên và lùi lại. Khủng long Velociraptor tiến lên. Nó bước đi như thật. Bây giờ lùi lại. Tiến lên. Lùi lại. Một con khủng long của thời tiền sử vừa mới bước đi trước mặt chúng ta. Cho khủng long tiến lên. Wow. Nhìn cái bàn chân sau của nó, bước đi cực kỳ mạnh mẽ. Chức năng qua bên phải, qua bên trái của khủng long. Ấn vào nút qua bên phải, khủng long sẽ xoay sang bên trái. Do là con khủng long này đang đối diện với chúng ta, cho nên cái hướng nó sẽ bị ngược. Ấn vào nút bên trái, khủng long sẽ xoay sang bên phải. Có thể thấy được cái phần khớp ở trên thân của nó chuyển động rất linh hoạt, làm cho con khủng long này dễ dàng di chuyển hướng đi. Ấn vào nút tiến lên và nút quay qua bên phải. 1, 2, 3. Khủng long bước đi và xoay về phía bên tay phải. Cho khủng long xoay 360 độ. Lùi lại. Tiến lên. Và lùi lại. Từ từ xoay được 360 độ. Đang được nửa đường thì nó đã bị lật, do là vướng vào cái con T-Rex. Tiến lên. Lùi lại. Một lát nữa mình sẽ đem nó xuống bên dưới để có không gian rộng rãi hơn điều khiển con khủng long Velociraptor này. Tiến lên, tiến lên. Bây giờ hãy xem con khủng long bạo chúa T-Rex thử khẩu súng của nó hoạt động như thế nào. Ấn thử vào cái nút màu đỏ trên đây. 1, 2, 3. Viên đạn phóng ra rất nhanh. Nạp đạn vào. Bây giờ là bắn thẳng về phía trước. 1, 2, 3. Mọi người đã thấy được viên đạn nó lao đi nhanh như thế nào. Sẽ cho nó tấn công thử vào con Velociraptor. Tấn công. Một khẩu súng hoạt động rất hiệu quả. Về khả năng tấn công của khủng long chúng ta cũng đã rõ. Tuy nhiên về khả năng di chuyển của con T-Rex này thì sao đây? Bây giờ sẽ chính thức mở cái công tắc nhỏ bên dưới lên, mở sang on. Wow, con khủng long đang cử động cả phần chân và phần miệng của nó đang chuyển động. Xem cái phần miệng này, bên trong sẽ có một cái bóng đèn led màu đỏ và cái hàm dưới của nó cử động như thật. Và đây là phần chân của khủng long chuyển động rất linh hoạt, hình như nó đang bước tới. Thử để xuống bàn xem sao. Wow, con T-Rex đang tiến lên. Tốc độ di chuyển của nó không thật sự nhanh cho lắm. Đây, mọi người cũng thấy rõ của nó. Bước đi chậm nhưng rất mạnh mẽ. Đúng bản chất của một chiến binh khủng long. Cả phần miệng của nó liên tục cử động. Tuy nhiên, con T-Rex này không nhiều chức năng như là con Velociraptor vừa rồi. Nó chỉ có thể tiến lên và tiến lên. Không còn một chức năng nào khác. Mình đang nắm cái đuôi của nó cho nên nó không thể di chuyển được. Xoay bên trái, xoay bên phải. Và khi thả cái đuôi của nó ra, khủng long vẫn tiếp tục tiến lên. Tiến về đây. Sẽ thử tháo hết tất cả giáp của nó ra. Bước đi. Wow, cũng rất mạnh mẽ mặc dù không còn giáp.
xoay 180 độ nè. Xem cái phần chân của nó hoạt động khá hay. Và đây mọi người, đem xuống bên dưới này để xem con khủng long hoạt động như thế nào. Chuẩn bị. Tiến lên. Lùi lại. Một con khủng long đang bước đi y như thật. Nhìn cái chân của nó hoạt động rất linh hoạt. Thay đổi hướng đi. Lùi lại. Tiến về đây. Và đây là hai con khủng long đã mở hộp được trong ngày hôm nay. Velociraptor dùng quả trứng để điều khiển từ xa. Còn đây, chiến binh T-Rex. Video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mở hộp tiếp theo. Tạm biệt.